chúc mừng sinh nhật tất cả mọi người. Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình chúc mừng sinh nhật của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Việt Ba Media thực hiện. Và bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ ba thí sinh trước khi họ bước vào cuộc chơi. Xin mời quý vị hướng về màn hình nghe họ giới thiệu về họ nhé. Từ hồi nhỏ biết mình bảnh tỏn, nước da đen, dáng vóc cao khều, cứ chụp hình là nhe răng trắng, vui vì mình đã có phu quân. Võ Hồ Thu Nguyệt. Thí sinh thứ hai. Ngày còn nhỏ thẹn thùng bên mẹ, phắt một cái trở thành thương gia, ai cũng chê mình già trước tuổi, nhưng ly này chỉ tuổi 23. Phạm Thị Khánh Ly. Thí sinh thứ ba. 3 tháng tuổi, mắt to đầu bự, tuổi trưởng thành chất phác nông dân, nếu du lịch vẫn còn mang dép, con gái cười đừng có quê nha. Nguyễn Quốc Bảo. Xin chào bạn Thu Nguyệt. Trong lá thư gửi cho chương trình, bạn nói rằng bạn là người rất là hay mất ước, là ghét mất ước. Hay mất ước. Hay mất ước, nghĩa là hay khóc. Khi nào bị rầy thì sẽ khóc. Mình ta nói là cõng nhẽo đúng không? Chắc là vậy quá. Và bạn đang công tác tại đâu? Dạ, đang công tác tại công ty MSD Việt Nam. Cảm ơn bạn. Và bạn hôm nay bạn đến đây với ai? Hôm nay em đến với các bạn cùng công ty với em. Các bạn của bạn. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin chào bạn. Chào anh Linh. Trong lá thư gửi cho chương trình, bạn nói bạn là người độc thân, vui vẻ. Đúng. Lúc nào cũng cười cả. Lúc nào cũng tươi cười. Niềm vui lớn nhất của bạn trong một ngày là làm gì? Làm xong công việc của mình. Độc thân, vẫn đang độc thân. Dạ đúng. Không biết như khán giả có ai độc thân không ta? Có ai đang độc thân không các bạn? Ơi, có một người, hai người đưa tay lên Hai người đưa tay lên. Bạn nói là bạn hay thích hát nữa. Dạ đúng. Đúng không? Dạ. Bài ruột của bạn là bài gì? Bài Nhớ Anh. Nhớ Anh. Dạ. Còn bây giờ nhớ anh như thế nào? Xin mời bạn. Nhớ đến anh, lòng này nhớ đến anh, em nhắn gió mây mang anh đến đây, đến với em một lần, đến với em cho đêm nay thôi, không còn cô đơn. Đến với em, xin đến với em cho những nhớ thương tan theo khói mây. Nhớ đến anh một ngày, nhớ đến anh đời đây, em xin còn mãi mong chờ. Sau khi bạn hát xong bài này thì rất là nhiều người nhớ đến bạn, nhưng mà nhớ đến anh. Cảm ơn bạn. Hôm nay bạn đến đây với ai? Dạ em đến đây cùng bạn trai và hai người bạn thân. Bạn trai và bạn thân. Cảm ơn bạn, chúc bạn thật nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Cảm ơn. Xin chào. Dạ chào anh. Bạn nói là mặc dù lớn nhưng vẫn tên còn nông dân à? Dạ. Tại vì quê hương em là ở ngoại thành Hóc Môn, Bà Điểm là vùng nông nghiệp. Bạn ở quận 12. Dạ, em ở Hóc Môn mà. Hóc Môn hả? Dạ. Đặc sản Hóc Môn là gì vậy? Dạ, đặc sản Hóc Môn là chầu và câu. Nếu bạn nào mà có nhu cầu về cưới hỏi thì xuống đó em tặng miễn phí. Dạ, đúng không chị chào. Hôm nay bạn đến đây với ai? Dạ, hôm nay em đến đây với vợ, với mẹ em mà với tất cả các em mà bạn quen. Gia đình của bạn. Chứ bạn là may mắn sẽ đến với bạn. Dạ, em cảm ơn anh. Chúc bạn thành công. Thưa quý vị, chúng ta đã giao lưu với ba thí sinh và bây giờ chúng ta bắt đầu chương trình chúc mừng sinh nhật để tìm giá trị giải thưởng là 50.
Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với vòng 1 của chương trình Chúc mừng sinh nhật. Và ở vòng 1 này thì cũng như thường lệ là ba thí sinh sẽ trả lời câu hỏi của chương trình. Sẽ có 3 câu hỏi với các vị khách mời chúng tôi. Họ là những người nổi tiếng trên tất cả các lĩnh vực. Thí sinh sẽ đoán tuổi họ. Nếu như chính xác một người thì thí sinh sẽ nhận được âm 5 điểm. Đầu tiên thì chương trình sẽ tặng cho mỗi người âm 5 điểm là món quà may mắn. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chơi. Câu hỏi đầu tiên, bắt đầu. Xin chào chương trình Chúc mừng sinh nhật. Chào quý vị khán giả của màn ảnh nhỏ. Đức Hoàng rất vui ngày hôm nay được tham gia chương trình chúc mừng ngày sinh nhật ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Đức Quang gửi tới tất cả các thí sinh lời chúc may mắn nhất. Và có một câu hỏi nhỏ mà Quang muốn gửi tới tất cả các thí sinh, đó là đối với các bạn. Năm nay Đức Quang được bao nhiêu tuổi? Chúc các bạn may mắn và đạt được giải thưởng 50 triệu nha. Ca sĩ trẻ Đức Quang, anh sở hữu một giọng rất là tốt và đầy nội lực. Và giờ đây thì Đức Quang đang dần dần khẳng định tên tuổi của mình. Bao nhiêu tuổi Đức Quang? Hay 25, 27, 21, 24. Rồi bây giờ sau tư vấn của các của khán giả rồi, thí sinh chúng ta chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ có 3 giây để bấm vào bàn phím. 1, 2, 3. Đã 3 thí sinh đã chọn số tuổi cho mình. Giờ chúng ta sẽ tiếp Đức Quang bao nhiêu tuổi. Rất vui được gặp lại các bạn thí sinh. Và bây giờ các bạn đang hồi hộp chờ đợi đáp án của Đức Quang đúng không ạ? Năm nay Đức Quang tuổi con heo. Và Đức Quang đã được 25. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Cả ba thí sinh không ai đoán chính xác cả. Một người 22, người 23 và người 24. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi số 2. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nguyễn Ánh xin kính chào các bạn thí sinh đang tham gia chương trình chúc mừng sinh nhật. Và hôm nay Nguyễn Ánh có một câu hỏi nhỏ dành cho các bạn thí sinh. Đố các bạn năm nay Nguyễn Ánh được bao nhiêu tuổi? Và Nguyễn Ánh xin chúc cho các bạn thí sinh có những câu đáp án chính xác nhất. Diễn viên Nguyệt Ánh tuy thân hình nhỏ nhắn nhưng cô sở hữu một đôi mắt rất là có hồn và một gương mặt rất khả ái. Diễn viên Nguyệt Ánh bao nhiêu? 24, 25, 26, 27 đưa tay lên. 24, 24. Rồi, coi có thay đổi không? Ai có thay đổi nữa không? Không ai thay đổi nữa. Và bây giờ là đáp án. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn thí sinh. Và sau đây Nguyệt Ánh xin được đưa ra đáp án. Năm nay Nguyệt Ánh được 24 tuổi rồi đó. Câu hỏi cuối cùng của vòng 1 bắt đầu. Anh Nhi xin chào chương trình chúc mừng sinh nhật và khán giả mà ảnh nhỏ. Các bạn thí sinh tham gia chương trình ngày hôm nay, anh Nhi gửi tới các bạn một lời chúc tốt đẹp nhất. Các bạn hãy chú ý nhé, hãy nhìn Á Nhi xem là đối các bạn Á Nhi năm nay bao nhiêu tuổi. Xin cho các bạn biết rằng Á Nhi vẫn còn rất trẻ đó. Á Nhi đoạt giải Hoa hậu báo thế giới phụ nữ năm 2005 và từ năm 2007 bắt đầu làm người mẫu chuyên nghiệp. Mấy? 20, 23, 25, 22, 24. Tất cả năm số điểm 23 và 25. Xem ai đúng nha. Anh Nhi rất vui được gặp lại các bạn và các thí sinh đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Mình hy vọng rằng các bạn đã đoán trúng tuổi mình. Các bạn biết không, mình năm nay đã 23 tuổi rồi đấy. Chúng ta cùng nhau chúc mừng cho người thắng cuộc ở vòng 1, đó là Nguyễn Quốc Bảo. Rất vui được gặp lại quý vị ở vòng 2 của chương trình chúc mừng sinh nhật. Bây giờ đây thì vòng 2, điểm âm ở vòng 2 rất cao. Trả lời đúng một câu hỏi, thí sinh sẽ nhận được âm 10 điểm. Chúng ta bắt đầu câu hỏi ở vòng 2. Xin chào chương trình chúc mừng sinh nhật. Cho khán giả màn ảnh nhỏ,
đây là anh Huy Danh, anh của Hà. Anh là kỹ sư xây dựng. Tôi rất vui khi được tham dự chương trình này. Tôi và thân Thúy Hà có một câu hỏi nhỏ gửi tới các bạn thí sinh. Đối các bạn, tổng số tuổi của hai anh em Hà là bao nhiêu tuổi? Chúc các bạn may mắn. Người mẫu diễn viên thân Thúy Hà, cô đoạt giải Hoa Khôi thời trang năm 1995 và hệ thống rất nhiều phim. Thế mà khán giả chúng ta đưa ra số dự đoán lần này thì có hơn. Số mấy? 60, 63. Số mấy? 67, 59, 85. Chúng ta bắt đầu kiểm tra lại. Bà Hồ Nguyệt 65, Thanh Ly 63, Nguyễn Quốc Bảo 64. Sau đây là đáp án thân Thúy Hà năm nay là 29 tuổi. Còn anh Huy Danh năm nay 36 tuổi. Tổng số tuổi có hai anh em Hà là 65 tuổi. Câu hỏi thứ 2, số 1, 2 bắt đầu. Mình tên là Nhã Kỳ. Còn mình tên là Gia Linh. Xin chào chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Hôm nay được quyền tới đây kính gửi tới các khán giả mạnh nhỏ để chúc sức khỏe. Và khi tới đây, được quyền xin có một câu hỏi nhỏ dành cho các bạn. Đối các bạn, tổng số tuổi của Gia Linh và Nhã Kỳ năm nay là bao nhiêu? Chúc các anh chị thí sinh may mắn. Nhìn thật kỹ nha, đây là hai gương mặt rất trẻ, ca sĩ rất trẻ. Xin mời khán giả, chúng ta đưa số dự đoán bao nhiêu ạ? 43, 45. Các bạn nhớ con số không? Bạn người đó 23, 22, bạn 21, 22, bạn là 21 đều hết. Để xem nha, bắt đầu. Nhã Kỳ năm nay 21 tuổi, Gia Linh năm nay 20 tuổi. Đáp án chính xác là 21 tuổi. Xin chào và hẹn gặp lại. Ở vòng 1 thì số điểm bạn rất cao, nhưng vòng 2 thì hình như là đông người quá, bạn hơi căng thẳng. Yeah. Và bạn sẽ nhận được số tiền thưởng của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật là 2 triệu đồng. Chúc mừng bạn. Và bạn, chúng ta có một bước phá. Bây giờ thì bạn thấy tâm trạng thế nào? Em rất hồi hộp. Hồi hộp. Bạn hồi hộp không vấn đề gì cả. Hồi hộp thì mình sẽ có một món quà dành cho bạn, đó là 3 triệu đồng. Chúc mừng bạn. Bạn có thấy hồi hộp không? Dạ rất hồi hộp. Hồi hộp. Và bạn cũng nhận số tiền thưởng là 3 triệu đồng. Chúc mừng bạn luôn. Có lẽ rằng anh Bảo anh nhường cho hai bạn nữ thôi. Mỗi người sẽ nhận được 3 triệu đồng. Nhưng mà không biết ai sẽ là người đến vòng đặc biệt đây. Đó là điều quan trọng. Bạn Nguyên hay là bạn Ly? Theo bạn là ai? Là em. Là bạn. Và xin chúc mừng bạn, bạn là người đã đến vòng đặc biệt. Giờ đây thì tôi xin chúc mừng cho tất cả những người nào có sinh nhật trong tương lai. Happy birthday.